trước khi các huấn luyện viên khác nhận xét. Hey, come here. Xin cảm ơn Arigato, nhạc sĩ Hữu Minh đã tặng cho team của Hưng bài hát này mới sáng tác tức thì luôn. Trời ơi, cảm ơn Minh Vy đi. Đang cảm xúc dâng trào cho em nói với. Mời em. Miền Trung. Trời ơi, anh Minh Vy ơi. Trời ơi, một bài hát vô cùng hay, hay chi mà hay vô hầu rửa. Dòng nhạc mà có ấm hưởng sự nghề là neo đầu bệnh quê nè, thương về sự nghề dần mà thương. Mà chưa bài ní rắn mà hay quá luôn. Anh Minh Vy ơi. Bài ní rắn mà hay quá. Hôm nay nè, nghe hai cô này hát rồi mà em thấy anh ghê quá à. Cái bài này hay vậy mà em cũng hát cái này được mà không cho em ca. Em không phải là thí sinh. Quê ta ngày xa xưa
ngó liềm chữ mô thầm ân tình. Đi mô cũng nhớ về răng rửa dần má thương, thương quê nhà có mẹ khi các huấn luyện viên khác nhận xét. Xin cảm ơn arigato nhạc sĩ Hữu Minh đã tặng cho bài hát của Hữu Minh bài hát này mới sáng tác tức thì luôn. Hay quá.
Trời ơi, cảm ơn Linh Vy đi. Đáng cảm xúc dấn trao cho em nội với. Mời em. Miền Trung. Trời ơi, anh Minh Vy ơi. Trời ơi, một bài hát vô cùng hay, hay chi mà hay vô hầu rửa. Dòng nhạc mà có ấm hưởng sự nghề là neo đầu bệnh quê nè, thương về sự nghề dần mà thương. Mà chư bài ní rắn mà hay quá luôn. Anh Minh Vy ơi. Bài ní rắn mà hay quá. Hôm nay nè, nghe hai cô này hát rồi mà em thấy anh ghê quá à. Cái bài này hay vậy mà em cũng hát cái này được mà không cho em ca. Em không phải là thí sinh. Hôm nay hai bạn quá là tuyệt vời luôn. Trời ơi, hoa diễn rất là đúng một cái nhân vật bà mẹ vậy đó. Nãy giờ là ngồi trên kia, lúc hát cũng là bà mẹ, lúc không hát cũng bà mẹ. Rồi thích nhất là cái đoạn mà tới coi mấy con gà rồi đem mấy hột gạo cho nó ăn. Thấy cưng ơi là cưng. Thích cái câu mà bổn mua mưa bạo giống nó. Quả là chính nghe xác. Rất là xúc động, nghe rất là nghĩa tình. Nói chung lại là cảm xúc tôi vẫn còn yêu bài này và yêu yêu lắm. Nói chúc mừng hai bạn. Anh Minh Vy ơi, em hỏi cái nữa. Con cái thắc mắc nhỏ thôi. Là hồi nãy ngâm thơ nhưng mà em ngồi em phân tích thì em là biết là điệu Nam Ai, Nam Bình của Huế rồi. Tại vì khi cô này có hát là cái chữ mà, mà là Huế, còn đấy là miền mô. Nó có 7 cái từ mà bao gồm của miền Bắc Trung Bộ đổi vô tới miền Trung luôn á. Những cái từ mà đặc trưng của vùng miền á. Mần là mô, chi, tê, trừ, răng, rửa. Xin lỗi, mần là cái gì? Mần là làm. Mần là làm. Rồi mô là cái gì? Là đâu? Ở đâu? À, mô là đâu? Kia. Tê là kia hả? Răng là sao? Làm chi? Mần. Làm sao đó? Có nghĩa làm sao đó em? Mần. Mô chi? Mô. Chi? Mà thôi học không nổi. Cảm ơn nhạc sĩ Minh Vy thiệt là nhiều. Nhiều hơn cái lời cảm ơn của Hương Nghi Vũ lúc nãy. Mà cả hai em là vì Minh Vy đã cho Hương được cái quyền là được xử lý. Và Hương đã tham lam đưa cái câu hò của Trúc Huế vào trong cái bài này đầu tiên, để chứng tỏ là cái người mẹ ngồi ở nhà nhớ con vô cùng, và người con ở phương xa đấy vọng về quê mình ra sao. Đó là hai cái nỗi niềm và Hương đã thèm muốn được đưa vào. Tại vì là không có nơi nào nhiều mưa và nhiều lũ lụt thiên tai bằng Huế cả. Đó. Và Hương có thể tự đặt ra câu chuyện là người mẹ này cũng đã từ Huế và cứ mưu sinh dần dần và lưu dần ra ngoài tuốt ở xa hơn đó, và ra ngoài sinh sống cùng với những người ở miền Bắc Trung Bộ thì sanh con mình ra để nói giọng Bắc Trung Bộ, nhưng mà cái hồn của Huế vẫn còn giữ mãi trong trái tim của bà. Thì bà đi đâu mà nhớ mã đó, và anh cố tình đưa hai câu này vào để giải thích cho Quang Lê hiểu toàn bộ khu vực miền Trung và Bắc Trung Bộ là được quyền sử dụng cái điều này. Đó là theo cái dàn dựng riêng cá nhân của Hương. Mong là Minh Vy sẽ rộng lượng và đón nhận. Anh cũng hay nói là anh rất đặc biệt yêu thích cái nhạc dân ca, nhất là Bắc Trung Bộ. Nói thì nhiều nhưng chưa bao giờ anh có một cái bài hát chính thức mà nói là tôi yêu cái nhạc dân ca miền Bắc và miền Trung. Thì đây là một bài hát chứng minh là anh yêu dòng nhạc dân ca Bắc Trung Bộ. Một tháng nay anh hay nói với bà xã anh, không biết sao anh ngủ không được. Mặc dù 11 giờ rưỡi hay khoảng 11 giờ anh ngủ, nhưng đúng 3 giờ, 3 rưỡi hoặc 3 giờ 40 là anh phải dậy. Tự nhiên bị dậy. Rồi bài hát này ra trong đêm. Và may mắn là thực ra hai em hát được cái dòng Bắc Trung Bộ, đúng cái hy vọng của anh. Từ khi ngày mà vỡ bài thì Vũ đã chảy nước mắt khi nghe hai em hát thử cái ca khúc này. Là tại vì mình hiểu được cái miền quê, miền Trung của mình đó Lê. Cái thiên tai rồi, cái lũ lụt rồi, cái sự xa vời với lại thành thị rồi. Nhiều cái yếu tố, tất cả những cái thương đau. Nhưng trong cái thương đau đó, nó lại có một cái sự bản lĩnh, một cái sự chai lì, một cái sự mà chịu đựng, mà chỉ có người miền Trung mới có thể chịu đựng được cái sự hành hạ của thiên tai. Nhưng vẫn luôn giữ trong lòng mình cái hồn thơ, cái sự yêu đời và cái lạc quan ở trong cuộc sống. Cho nên là hôm nay hai em hát hay lắm. Và cái hay đó nó còn đi kèm với cái sự diễn xuất nữa. Hoa, ôi một người mẹ rất đẹp luôn. Hình ảnh anh dặn em đi thế nào, đừng hát châu chuốt nha em nha. Phải hát tâm trạng của người mẹ. Và người con gái đi học ở phương xa, ăn mặc ra sao, mọi thứ đều rất tốt đẹp. Tiếp theo chương trình, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ hai chiến binh của đội huấn luyện viên Cẩm Ly và Minh Vy. Chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Tình Bơ Vơ và Chiều Mưa Biên Giới. Hãy cùng chào đón trên sân khấu phần thể hiện của hai chiến binh Minh Trí và
Văn Nghị. Càng nhìn em, yêu em hơn và yêu em mãi. Dù phút em đêm xa xưa nay đã đi vào quên lãng. Trời vào thu, Việt Nam buồn lắm em ơi. Mây tím đang dâng cao vời, mà tình yêu chưa lên ngôi. Đâu hay tình ta gian dối để bước phong trần tha hương, em khóc cho đời viễn xứ. Về làm chi rồi em lặng lẽ ra đi, gom góp yêu thương quê nhà dâng hết cho người tình xa. Anh đâu ngờ có ngày đàn nước dây tơ, một phút tim em ơ trọn kín anh thương sầu nhớ. Lối đi em cả đời mình mãi đi tìm, cả đời mình xây ước mơ cho ngày mong được đến thơ. Tình bơ vơ cho anh xin một đêm trăng trôi, tìm đông cho tàn năm xưa dâng hết cho lần yêu cuối. Rồi từng đêm nhịp bước cô đơn, em khóc cho duyên hững hờ, anh chết trong mong ngày thơ. Thật là tuyệt vời, rất ngạc nhiên. Anh không ngạc nhiên về sự thông minh và sự hiểu biết, cái sắc thái âm nhạc hai ca khúc này
của sư phụ các em để mà chọn cái bản hòa âm và cách chơi nhạc đầy sang trọng như vậy. Mà anh ngạc nhiên về cách hát của tụi em, tại vì sở hữu hai cái chất giọng đầy bolero, nó bolero 100% trong giọng tụi em luôn, nhưng mà tụi em gọt sạch hết, hát đúng tinh thần của dòng trưởng, rất sang trọng, rất nhẹ nhàng. Đó là khả năng biến hóa cho giọng hát của tụi em rất là giỏi. Tại vì cái bản thân gốc của bài Tình Bơ Vơ được viết trên nền nhạc jazz blues với nhịp và những cái nốt đặt rất là sang và tây phương. Các em đã làm đúng với tinh thần của bài hát. Anh thích nhất là gì biết không? Cái câu ngân dài. Câu đổ một hơi á. Xong rồi đổ nhỏ vô hai chữ cuối. Anh làm cũng được. Về đâu em hứa? Chiều nay anh làm không được tại vì anh không đủ hơi để làm kiểu đó. Đây là cách chơi nhạc xưa rất mới và rất đẳng cấp. Một tràng pháo tay thật lớn nữa để dành tặng cho khả năng của hai em. Dạ em chào. Hôm nay rất là thay đổi đó, từ một người nghèo nè đó, rồi một người công tử Bạc Liêu nè đó, bây giờ thành một cái không gian rất là sang trọng, rất là tây. Hai bạn hát rất hay, rất tuyệt vời. Dạ, em cảm ơn. Hôm nay tụi em hát, anh dùng từ là sang hơn bình thường. Yeah. Trí đã bớt được cái hơi ngân của vọng cổ. Nghĩ hôm nay mày đặt like chút xíu opera nữa chứ. Cần nhìn em, yêu em, yêu em ơi. Rất là rền luôn. Câu đầu tiên là lấy đi bộ tay liền, nhớ không? Nó rất là rền, rất là dày. Tại vì hai đứa đứng trên đó, lần đầu tiên anh để không có gì hỗ trợ hai đứa đó, không có ghế ngồi, đứng bằng đôi chân của mình và xung quanh là một không gian rất sang. Một ngày nào đó anh muốn hai đứa trên một sân khấu như thế, đó là ước nguyện của anh với chị Ly. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Thưa quý vị, đối với những khán giả yêu mến điện ảnh thì chắc chắn là quý vị biết đến bộ phim Mùa Thu Lá Bay. Bộ phim là một câu chuyện tình buồn giữa Mẫn Vân Lâu và Hàn Ni. Vân Lâu vô cùng đau đớn khi mà Hàn Ni ra đi về cõi Vĩnh Hằng. Và số mệnh đã sắp xếp cho chàng trai si tình của chúng ta gặp được cô em gái sinh đôi của Hàn Ni và mở ra một hy vọng về tình yêu mới. Và ca khúc Mùa Thu Lá Bay, nhạc chính trong bộ phim này, cũng đã trở thành một ca khúc rất là nổi tiếng sau khi bộ phim được công chiếu. Và ngay bây giờ, chúng tôi mời quý vị sẽ cùng đến với ca khúc này với phần thể hiện trên sân khấu. Xin được giới thiệu hai chiến binh của đội huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng và Dương Trữ Vũ. Xin giới thiệu đó chính là Hồ Thiên và Tùng Anh. Dạ, con chào hai bác. Con mới tới hả? Dạ, con mới tới. Con đi đường có mệt lắm không? Hai bác chờ con từ sáng đến giờ. Thôi, anh đưa cháu lên phòng nghỉ ngơi đi. Đi con. Mọi thứ đã sẵn sàng. Thank you.
trên nghe quay cuồng trong trí, đưa anh vào niềm xót thương vô bờ. Anh đi tìm em mãi nhưng anh nào đâu thấy, trong đô thị đài bắn bóng một hàn ni. Hàn ni em biết cho anh bây giờ cùng với ánh trăng mơ màng, trời đất đã lên máu ta. Tình yêu mang đến bao nhiêu niềm đau, mùa thu lá bay về đâu, ni ơi trọn đời nhớ nhau. Tình yêu mang đến bao nhiêu niềm đau, mùa thu lá bay về đâu, ni ơi trọn đời. Rất là hay và rất là bắt mắt, cuốn hút người xem. Đặc biệt là khi mà em đóng vai Hàn Ni đó, em đi ra bằng cái bộ đồ đầm trắng, tóc dài, nhìn dễ thương lắm. Nhìn xa xa giống như là ca sĩ Tố My, rất là xinh đẹp. Rồi lúc mà ngồi xuống đánh đàn rồi gặp Mẫn Dân Lâu rồi xỉu cái, rất là duyên dáng. Thì cái cô em thì bị tim vui quá cũng xỉu, buồn quá cũng xỉu, và ra đi vĩnh viễn luôn. Đấy, và anh đến phòng trà, anh đi lang thang khắp cả Đài Bắc để tìm bóng dáng của người tình xưa, thì vô tình thấy một cô gái hát ở phòng trà giống y người yêu của mình, thì ra đó chính là cô chị sinh đôi của Hàn Ni.
Đó, các bạn trẻ bây giờ chưa biết có chuyện này thì anh giải thích luôn. Thì trời, cuối cùng có lấy không? Có lấy cái có cô... lấy được, có lấy được cái người yêu này. Tại em trẻ nên em chưa coi phim này. Tại hồi nhỏ mình có nghe Mùa Thu Lá Bay, mình thấy là rất là hay. Nó biết là Hồ Thiên là đang hóa thân là anh Mẫn Văn Lâu rồi. À, vậy đây là hàng đi. Nói chung lại là em giỏi lắm, thay đồ rồi thay tóc luôn, rồi hóa thân hai người cùng trên một sân khấu. Cảm ơn rất là nhiều. Coi bài hát rất là nhiều kỷ niệm. Đúng là gợi nhắc rất là nhiều kỷ niệm với cái tuồng này. Gợi ngày xưa nghe rồi hát theo thuộc suốt luôn. À, công nhận trong cái hình ảnh mà Hàn Ni mà lúc đầu mà Tùng Anh ra nó dễ thương chứ sao nó nữ tính vô cùng luôn. Nhìn không ra đó. Biết là em thi nhưng mà nhìn không ra rất là xinh. Nhưng mà chính vì lúc đầu mặc cái váy rộng cho nên nó sung sướng khi đi quá. Rồi mặc cái sườn xám này đi ra đứng ở trên kia hát. Chị á, là bị mấy khán giả che mà chị ráng chị dòm hoài. Chị tức quá phải không? Chị nói sao mà nó đứng cái chân kỳ vậy trời. Là không có mà mặc cái sườn xám mà đứng cái chân gì đứng hát vậy nè. Mà hết hát thì khép vô. Lạ luôn. Cái lòng hát, cái đi hát lại mở ra vậy. Và dẫn chứng là khi em hát xong em đi xuống dưới đây. Đó. Em vừa mới xuống là tôi sợ rồi. Ai ngờ em đứng chân trước chân sau rất là đẹp. Mới vừa xong em mới sửa tùm lum tướng. Cái sư phụ em nói là em không biết đứng như thế nào cho đúng. Cái đó là một cái chi tiết là nó nhỏ thôi, nó không có liên quan tới cái câu hát của mình, nhưng mà nó đẹp hơn tí xíu biết không. Và nói chung là một cái hoạt cảnh rất rất là dễ thương. Hôm nay hai em làm rất là tốt. Những điều mà được dặn dò đó đã làm được tốt hơn rất nhiều. Cho dù Tùng Anh có cái tướng mảnh mai và cái giọng có thể hát như nữ, nhưng Tùng Anh là con trai cho nên dĩ nhiên những cái động thái, và nhất là đây là lần đầu tiên em mang guốc nữa chứ không phải là đã tập tành trước đây rồi, cho nên là cũng có thể bỏ qua. Em đi mà không có giày là đã vui lắm rồi. Không mà khen Tùng Anh á, lúc mà Tùng Anh từ trên sân khấu bước xuống nha, chưa chắc con gái là đi cái chân mà chúm chúm vậy được đâu. Yeah. Chị thấy Tùng Anh đi lên là chân chúm 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 vậy luôn đó. Và em phải biết là lúc mà em vén cái màn em bước ra nhìn nó rất là dễ thương. Và tự nhiên anh nghĩ tới ông anh của anh. Em giống anh Hoài Linh quá. Nhất là để cái đầu tóc này đúng không? Không, anh thấy không? Vậy nó giống Y Phụng luôn. Giống Y Phụng nữa. Giống Y Phụng. Càng ngày ở trong cái cuộc thi này thì Vũ, anh Vũ càng thấy em có cái sự tiến bộ vượt bậc ở trong cái giọng hát cũng như là cái cách mình xử lý một bài hát. Nó rất là tình cảm, nó vẫn có cái hơi hám của nhạc trẻ nhưng mà nó lại hát trong một cái bài nhạc xưa, và cái đó là một cái điều đáng để mà mình tôn trọng. Và nhất là khi mà em hát, em chuyển hết cái tâm hồn mình vào đó với hai bài hát nó đặc thù rất riêng cho cái bộ phim này. Đây là bài hát được viết năm 1972, rất nổi tiếng luôn, và Hưng đã nghe cái bài hát này từ khi Hưng còn là một thợ uống tóc, chưa đi hát, nghe chị Y Lan hát. Và khi bước chân vào nghề hát thì quyết định hát lại bài hát này. Và ngày hôm nay Hưng đã cho hai bạn diễn tả để khán giả được xem những thước phim sống Mùa Thu Lá Bay ngay tại sân khấu này. Các em đã làm cho anh có những sự hãnh diện rất đặc biệt. Chúc mừng tiết mục của hai em. Thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một cặp đôi mà chắc là quý vị còn nhớ vào tuần trước thì cả hai đã hóa thân vào một câu chuyện liêu trai chí dị giữa một ma nữ xinh đẹp và một chàng thư sinh say rượu. Và hôm nay thì cả hai sẽ thể hiện một liên khúc gồm có hai ca khúc rất là ý nghĩa, ca khúc Sống Như Những Đá Hoa và Đã Hơn Một Lần. Cùng chào đón hai chiến binh của đội huấn luyện viên Minh Tuyết và Quang Lê. Xin được giới thiệu Hải Yến và Chí Thảo. Đã hơn một lần, cũng hơn một lần,
nhìn lên cao bầu trời sao những ước muốn nôn nao. Từ hồi vì sao tôi sinh ra, từ hồi vì sao tôi lớn lên, và từ trong cơn biến ly dấu không đắn đo, tôi vẫn bước tới mênh mông cuộc đời, cuộc đời này là của tôi. Và giờ tôi nâng tôi bay lên, chạm vào nơi tôi từng có ngày hôm nay. Có loài hoa ở trên đồng xanh, cũng có loài hoa khoe sắc trên cành. Cuộc sống của tôi yêu biết bao. Vừa rồi tôi nhận ra rằng trong trái tim này là tình yêu vô bờ, vừa đầy ấp ước mơ. Và rồi tôi nhận ra sáng niềm tin trong tôi, và tôi sống như đóa hoa này tỏa ngát hương thơm cho đời, sống với nỗi khát khao rằng được hiến dâng cho cuộc đời. Dù cố gian nan thì ngày mai là ngày chuyện của cuộc đời riêng tôi, và đôi cánh tôi sẽ không bao giờ sợ hãi bão lớn mưa xa. Chẳng chiến thắng nào bằng vượt qua chính mình, về chân trời góp nước mơ. ngày thường giọng của bé khỏe khoắn, em hát còn hay hơn gấp mấy lần như vậy nữa cơ, đúng không? Nó bung ra và tỏa sáng nhiều hơn nữa. Rất thông cảm, rất hiểu là em đang hát và kiềm chế và cũng khống chế là cái sợ nó bị có vấn đề gì đó, rất là uổng phí đó, nên vẫn đang giữ mức độ an toàn. Chứ còn giọng của bé là anh biết chắc là nó sẽ bung nổ như núi lửa đó. Có thể là tại vì em có sự tiết chế, cho nên nó không có giống như là một cái bài hát em đi thi, mà nó là một cái bài hát để em trình diễn trước khán giả của em. Và em đã như đóa hoa, em đã nở rộ và em rất xinh tươi. Và cái bài hát này hai em phụ diễn cho nhau một cách trọn vẹn và rất là tốt. Anh nha, anh không khen, mà anh nói á, đội Minh Tuyết á, cả hai cặp vô chung kết luôn đi cho dễ.
khen Thảo tí xíu. Thật sự là tuần trước với tuần này thấy em mạnh mẽ lên. Khi mà em hát cái bài này em bản lãnh một mình em giống như một cõi vậy đó, chứ không phải là như những cái lần trước mà em phải lép vế trước Yến đâu. Lịch lãm trong bộ đồ vest như thế này rất là đẹp, và em hát rất là thoải mái tự tin. Em cứ thế, cứ tự tin vào mình, đừng có rụt rè nữa. Hồi nãy hát thì anh hùng lắm, tới hồi đứng lại nhận xét bắt đầu ảnh xịu rồi nữa. Cười thì đàn ông mà, sảng khoái cười trước mặt mọi người làm gì phải nép nép sau lưng Yến chi vậy hả? Cười sảng khoái thôi, em bình thường thôi. Vậy đi Yến em đó, nữ tính chút đó. Yến nữ tính chút gương hiền diệu chứ. Còn Yến á, chị cũng giống có cái cảm giác như anh Hưng anh Vũ. Chị thích cái cách hát này của em hơn. Đừng có căng quá. Tại vì em thật sự là một cô bé có một cái lực rất là mạnh, giọng trầm rền dày, tất cả em đều sở hữu. Trong cái bài này tuy là hôm nay đúng là cái em bị có vấn đề về sức khỏe, nhưng mà chị lại cảm thấy cái sự tình cảm và mềm mại trong câu hát của em chị lại thích hơn. Và thật sự là hôm nay là cái khung cảnh này quá đẹp luôn đó. Giống như tụi em đang thăng hoa và đang bước lên một cái đỉnh vinh quang vậy đó. Nó đẹp lắm luôn. Quần áo, tất cả khung cảnh và một cái vệt sáng, rồi cả cái màn hình, rồi cả những cái kia nó rơi xuống rất là đẹp. Chị hiểu được cái cảm xúc khi mà em nghẹn cái câu cuối. Nó nhiều lắm, nhiều thứ cảm xúc lắm. Cái khóc của em nó nối liền với cái câu cuối, nó rất rất là ý nghĩa. Câu cuối của em là gì? Tôi mới có ngày hôm nay. Chị nghĩ em có rất là nhiều cái cảm xúc ở trong đấy. Và cái câu đó là cái câu rất là đặc biệt, nó nói lên tất cả. Chúc mừng tiết mục của Yến và Thảo. Một lần nữa cảm ơn lời nhận xét rất là chân thành từ bốn huấn luyện viên dành cho đội Quang Lê. Và hôm nay thì Thảo qua mỗi vòng là em lại tiến bộ lên mà mọi người thấy rõ luôn. Và Yến cũng thế. Tuy là có sự cố về sức khỏe nhưng mà Yến đã làm rất là đẹp. Cảm ơn hai em đã vượt qua những khó khăn nhất để mà thể hiện tốt nhất ngày hôm nay. Khi các em có ngỏ ý cho chị cái bài hát này và nói chị ơi, em không biết em có đậu được vô trong không, nhưng mà em với Thảo muốn hát hai bài này. Bởi vì hai bài này cũng chính là tâm trạng của hai đứa em trong cái chặng đường mà hai em mới vừa bước vào đội của chị với anh Quang Lê cho tới ngày hôm nay. Dù chị có dạy gấp nhiều, gấp trăm, gấp ngàn lần, nhưng nếu các em không tiếp thu được và các em thật sự không có khả năng, không có tài năng, các em cũng sẽ không bao giờ làm được. Nhưng ngày hôm nay các em được nhận được những cái lời khen ngợi như thế này. Và em chưa thấy lúc hồi nãy mà khi các em hát những cái đoạn cuối, chị mới nói đến một câu: những gì các em cố gắng thì các em mới có được ngày hôm nay như cái tiết mục vừa rồi. Chúc mừng các em. Ơi câu ca nặng tình nặng nghĩa,
có lúc nào anh giận em không? Có lúc nào anh giận em không? Để thương suốt cả ngày anh giận, khi xa nhau đến ngàn vạn dặm giận chẳng còn mà thương rộng dài.
Xin được chúc mừng Thanh Thanh và Thu Thảo cùng với Vũ đoàn Phương Việt. Bây giờ thì Nguyên Khang xin mời phần nhận xét của các vị huấn luyện viên. Xin mời anh Đàm Vĩnh Hưng. Lại một cảnh đẹp vô cùng. Nói một cách công tâm là hai giọng hát này rất là hay. Nhưng mà cái phần trình diễn em phải hết sức là cẩn thận về phát âm luôn. Những cái chữ đầu là hoàn toàn chính xác 100% luôn. Nhưng mà càng về sau cái chữ vẫn với chữ bạn á, vẫn cứ bị bạn với lại vẫn, không đúng, vẫn với bạn. Huế là phải như vậy phát âm đúng chính xác luôn à, cho nên là mình phải cẩn thận tí đó tí xíu thôi. Chứ còn giọng tụi em thì vô cùng tuyệt vời. Chúc mừng cái phần trình diễn này của tụi em. Cảm ơn huấn luyện viên Đào Vĩnh Hưng. Xin mời anh Vi chia sẻ đôi điều. Về hình thức hôm nay là có chút xíu cái cảnh á, thì nhìn cũng thơ mộng á, nhưng mà chưa có đã. Tụi em hát ngọt, đẹp, hay. Nhưng mà thật ra trong anh nha, anh thích tụi em hài chút xíu và châm biếm chút xíu. Anh nghĩ cái đó là sẽ loại thể loại rất mạnh với tụi em. Cô có nhan sắc, dáng vóc, thần thái, nhưng cô trẻ, cô đẹp hơn cô gái lớn tuổi bên kia. Trời, để tâm chi mấy cái lời mà bóng nói gió nghe ở bển em ơi. Chị nói em biết nha, em á là thuộc cái dạng gọi là mặn mà đầm thắm, còn bên bển á quốc tế thiếu nhi. Trời ơi, chưa ai là ai nha. Để coi, quên cho cái son mộng 8.000. À không, cho luôn. Hồi xưa là Minh Tiết Cẩm Ly là nhờ cái son này mà nổi đó nha em. Gán lên nè. Trời ơi. Thôi tôi tặng cho cô cái khăn giấy để chấm mồ hôi nha. Cố lên, chặt nát xương cho chị. Chơi nó cho chị. Thank you.
đường về nhà em, mưa ướt lá trên cao, lưng đôi buồn theo hót gió kêu ca, mưa nhạt mưa nhòa, mưa đổ mưa rơi. Vào sân em, người đi biết về phương nào, bỏ ta với ngọn trúc đào bơ vơ, con đường buồn hôn hôn đã xanh xao, mưa nhạt mưa nhòa mưa đổ. Em biết cuối cùng thì chỉ có mình chị là thương em nhất thôi. Thương gì? Tôi đâu có thương cô. Tôi ra tôi lấy khăn giấy này vô chạm mồ hôi cho cô hoa hậu dùm kia kìa. Hiểu chưa? Còn cô cười cái gì? Tôi cây son này đây. Cây son 8.000 của bà kia nữa. Mưa nhạt mưa nhòa, mưa đổ trên cao. Người đi biết về phương nào, bỏ ta với ngọn trúc đào mơ. Wow, một tiết mục rất là lạ. Và Vũ nghĩ đây là lần đầu tiên mà có cái cảnh mà diễn xuất như thế này. Đây là đúng là cái thực trạng của cái nghề showbiz là như vậy. Một người nổi thì rất nhiều người yêu thương. Một khi có người khác nổi thì tự nhiên nó sẽ vơi bớt bên này. Sóng sau dồn sóng trước, đúng không? Mà cái bài hát này được dàn dựng theo cái kiểu nó hài hước và đúng cái chất như mấy em đã làm ở trong Lại Anh Em Đi Lấy Chồng. Thì anh nghĩ là với cái sự thành công ở trong cái bài hát đó, anh Minh Vy đã tiếp tục khai thác thêm cái bài hát này nữa. Tuy nhiên về cái hát thì cho anh nói chút xíu thôi. Thanh cần phải cẩn thận hơn ở trong cái đuôi của câu chữ của em. Tại vì cái rung của em á, nhiều lúc em bị đuối hơi, cho nên nó trở thành là rung rẩy chứ không còn phải là mình rung nữa. Còn ngoài ra tất cả mọi thứ thì cái gì cũng rất là tốt và hoàn thành một cách tuyệt vời. Chúc mừng hai em. Kịch bản khá là hay, cho mình thấy là hãy yêu thương nhau lúc ban đầu. Bởi vì trong nghề nghiệp lúc nào mình cũng cần có người bạn. Một ngày nào đó sân khấu cũng sẽ không phải của mình. Vậy là hết nổi tiếng là Lê có còn thương chị không Lê? Cái này phải suy nghĩ lại đó chị. Hôm nay một cái kịch bản mà thấy rất là hay luôn. Nghĩa là bao nhiêu người phải xem để mà thực hành, khác với cái kịch bản trên sân khấu thì cái kết quả lúc nào cũng sẽ hạnh phúc hơn, tấm lòng lúc nào cũng cảm thấy an lạc hết trơn. Bởi vì lúc nào mình cũng có điểm dựa, và chắc chắn khi nào mình ngã, người bạn của mình sẽ đỡ mình lên. Rồi bây giờ cuối cùng là hai bạn đã hiểu nhau và đã đỡ nhau rồi, là hai bạn sẽ đi tiếp trên con đường chung, và chắc chắn hai bạn sẽ thành công. Chúc mừng tiết mục này.
Trước tiên góp ý hay là nhận xét cho hai đứa thì cho tôi cảm ơn ban tổ chức, đặc biệt là cảm ơn Hoa hậu Kim Dung. Tôi hay gọi là bà chủ tổng giám đốc ở đây gọi là Hoa hậu Kim Dung đó, đã sẵn sàng chịu chơi và mời cho được Á hậu Diệu Thùy. Xin cảm ơn em. Thanh và Thảo, anh không cho tụi em thường là đứng hát vì tụi em có khả năng diễn xuất được, và hai đứa bị anh chị thể nghiệm nhiều loại hình thức khác nhau, từ hài kịch rồi từ dòng nhạc dân ca Bắc có, Trung có, Huế có, và hôm nay là lần đầu tiên. Thảo thì có hát trữ tình anh biết, và Thanh lần đầu tiên phải hát bolero cho anh. Nhìn chung tiết mục này mà được cả hai huấn luyện viên góp ý, nói như vậy là chúc mừng tiết mục của hai đứa rồi. Nói chung Thanh lần đầu em hát vậy là cả một sự cố gắng rồi, tập dữ lắm, và Thảo cũng phải chỉ rất là nhiều. Có cơ hội thì mình cứ thử thách anh, mình còn trẻ mà. Cho nên là chị cũng cảm ơn hai đứa đã chịu chấp nhận những cái khó khăn mà anh chị đưa ra từ đầu chương trình đến bây giờ đối với thử thách đối với hai em. Và hầu như tụi em làm tốt những cái anh chị đưa ra hết. Và chị hy vọng rằng mình sẽ thấy cái đà như thế, mình sẽ tốt hơn nữa trong tương lai. Chúc mừng Thanh và Thảo. Thưa quý vị, như vậy là các cặp đôi của chúng ta đã hoàn thành phần thi của mình trong đêm nay. Mỗi một cặp đôi một màu sắc khác nhau, và chắc chắn các vị huấn luyện viên đang tính toán lựa chọn những chiến binh xuất sắc nhất sẽ đi cùng với mình. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với phần công bố kết quả. Với kinh nghiệm ngồi đây mùa thứ ba, và năm nay anh không biết các huấn luyện viên kia sẽ có quyết định như thế nào, nhưng riêng bản thân anh và anh Vũ có một quyết định hết sức là đúng đắn và chính xác. Và các em, bốn em hãy tin vào quyết định đó của tụi anh. Anh quyết định nâng cấp tụi đỉnh song ca lên một level khác, lên một sự thưởng thức khác. Cặp đôi đi tiếp sẽ là Quý và Hoa. Đây là vui chứ không có buồn. Cái này là mình vui, mình đã vô tới đây rồi. Ok. Hai mẹ con. Thật sự là chị cũng không có biết nói gì nữa bây giờ. Tại vì bây giờ mình đã nói quá nhiều rồi, những cái lời lẽ gì cũng đã nói quá nhiều và cũng quá hiểu nhau rồi. Đến đây những cái vòng này chị cảm thấy rất là vui với những cái tiết mục của tụi em và những cái sự trưởng thành của tụi em từng ngày. Thật sự là cảm thấy vui. Chị chúc tất cả tụi em luôn, trong cả nguyên của đội mình luôn chứ không riêng gì bốn em, sẽ càng vững chãi hơn, tự tin hơn trên con đường của mình, và đặc biệt là sẽ gặt hái được thật là nhiều thành công. Mình sẽ lấy những cái gì mình có được và mình phải phấn đấu thêm để mình được tốt hơn, để được khán giả ghi nhận và được tồn tại lâu với nghề của mình. Cảm ơn bốn em rất nhiều. Anh cái vòng chung kết phải chiến đấu với hai đội kia căng lắm. Anh tạm thời chia tay với Nghị và Trí. Chưa bao giờ mà để vị trí mà căng thẳng với chị Minh Tuyết và anh Quang Lê như phút này. Tại vì một khoảng thời gian cũng khá là lâu rồi, mấy tháng rồi nha. Bao nhiêu kỷ niệm. Đây là hai cặp đôi mà anh và chị Minh Tuyết rất là yêu thương. Tình cảm quá nhiều mà ngày hôm nay hai bên nào cũng làm tốt, làm chị khó xử vô cùng. Chị thật sự rất là khó xử. Chị chỉ được chọn một trong hai mà thôi.
cho nên chị xin lỗi một cặp. Chị phải chọn một cái cặp mà có đủ khả năng, có đủ bản lĩnh để mà có thể đấu lại với các đội còn lại. Chị xin lỗi phải chia tay với... I love you, Yến và Thảo. Ô ngờ ông, cờ ông công. Giỏi. Chà, bữa nay mấy thầy trò xiên dữ ta. Cô chào tụi con. Rồi, coi như là bữa nay mình học tới đây thôi ha. Cô Thủy, chút xíu nữa cô qua nhà giặt giùm tôi cái thao đồ nha. Mấy nay tôi đau lưng quá à, làm không có nổi. Cô Bảy ha cô Bảy. Dạ, đợi con chút đi rồi con ăn chén cơm rồi con qua liền nha cô Bảy. Có tiền rồi đó anh. Hôm rày á, tôi suy nghĩ mấy bữa, tôi nói với mình, tôi thấy tôi làm khổ cho mình quá. Mình nói gì kỳ cục vậy? Em thấy có gì đâu khổ. Tưởng chọn nghề nhà giáo, có tiền chút đỉnh, lo cho em, ai dè đâu mà không như ý muốn mình. Thôi, mình đừng có nghĩ như vậy. Bao nhiêu năm nay á, mình có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, miễn sao á, hạnh phúc á, là em vui rồi. Đừng có nghĩ nữa nha. Mình à, tôi có quen mấy người bạn ở trên tỉnh á, có nhờ mấy bạn á xin việc làm cho mình, mà xin có rồi đó. Vậy hả mình? Chỉ chờ mình lên làm mà thôi. Trời ơi, được vậy thì vui quá. Lên trển, lên tỉnh làm á, chắc là tiền lương sẽ cao hơn mấy cái việc lặt vặt dưới quê này hả mình? Lúc đó hả, em sẽ có tiền phụ giúp cho mình hả mình ha? Đi cho kịp chuyến xe. Ủa, đi liền vợ hả mình? Đúng rồi. Mà em chưa chuẩn bị gì trơn á. Nhà mình có gì đâu chuẩn bị. Nè, anh lo cho em đó, cái bộ đồ phải không? Đó, rồi trơn đó, em đi đi, người ta chờ em chảnh đó. Mình. Sáng nay em về miền đất mù xa, chuyến xe đi rồi một mình anh ngồi chờ ai. Đường xa heo hút em qua mấy sông mấy phà, để lại mình anh trông theo phía trời mây đen. Cầm lòng xa anh em đi không bởi dòng tình, sóng xô trôi dạt bên bông vẫn tròn thủy dung. Xa anh em đi không bởi giờ
nhau thôi rồi tình biệt người ơi. Ngày buồn đã tới, nay giây phút tôi xa người. Tình đã ua nhau, mình đã thôi nhau. Từ đây biết rồi đời tôi sẽ đi về đâu. Nẻo đường năm xưa giờ vắng lạnh chiều mưa. Lời nào đã hứa còn lâu giữ chi thêm thừa. Người thương ai rồi, người hết thương tôi. Người đâu biết rằng lòng này tan nát tơi bời. Yêu thương cho nhau đêm trong phút giây ban đầu. Tưởng là bên lâu ai ngờ đâu đồn tôi thương đâu. Qua bao tháng ngày bơ vơ chốn này, anh vui với ai rồi mà tôi đâu có hay. Oan khiên cho tôi là khi đã trao ai rồi. Cả cuộc đời tôi bây giờ đây đổi lấy đơn côi. Thôi anh hãy cười yên vui với người, riêng tôi sẽ tự tìm một nơi chốn cõi đời. Người đi qua rồi, người đã quên tôi. Bỏ tôi đứng lại một mình lặng. Qua rồi người đã quên tôi, bỏ tôi đứng lại một mình lê bước trong đời. Vâng, thưa quý vị, đó là một câu chuyện rất là xúc động với Lê Cường và Bích Thủy. Nguyễn Khai xin mời chị Tuyết và anh Lê. Chị Tuyết chia sẻ trước đi, thấy chị Tuyết chậm liên tục. Thực sự là mọi người cứ nói là Cường bị nhập vai quá cho nên Lê Cường hát hay hay là diễn hay, nhưng mà đối với Tuyết thì cái đoạn đầu đó khi hai bạn thoại và diễn với nhau á, thì cái đó là cái tài của các bạn, chứ cũng không phải là cái nhập tâm ngay từ lúc đầu vào. Thì cái sự thoại của các bạn rất là tự nhiên. Trong tình cảm không có cái gì mà nó đẹp và nó vừa đẹp mà nó vừa đau. Bằng cái là mình hy sinh chính bản thân mình để đem đến hạnh phúc cho người khác. Cái đó nó đau nhiều hơn là mình bị ruồng bỏ. Và cái điều đó nó làm cho Tuyết rất là xúc động. Xúc động vô cùng. Và khi mà Cường bước vô, bắt đầu Cường hát, Cường nức nở thì nó càng đâm sâu vào tim của Tuyết nhiều hơn nữa. Và lúc đó Tuyết hiểu rằng là cái âm nhạc nó giúp chúng ta giải bày hết tất cả những gì mà chúng ta muốn nói mà chúng ta không thể nói được. Và cảm ơn Cường cũng như Thủy đã cho chị trải nghiệm lại một lần cái cảm xúc đó. Dạ, cảm ơn chị. Xin mời chia sẻ của anh Đàm Vĩnh Hưng ạ. Hưng đã nắm được 2-3 tuần nay cái hồ sơ bệnh án của vợ Cường. Hưng đã gửi tới bác sĩ quen của Hưng. Và Hưng hứa với Cường là anh sẽ làm tất cả mọi thứ để sát cánh cùng với em. Anh không biết nói là anh muốn nói cảm ơn hay là xin lỗi em vì đã chạm vô cái câu chuyện của em như vậy. Và ngày hôm nay em đã mang lại cảm xúc rất là nhiều. Anh Vũ ngồi coi khóc, khán giả ngồi coi khóc. Anh không nghĩ là anh viết cái kịch bản này ra và anh dựng cho tụi em là sẽ bắt mọi người phải khóc như vậy. Anh không nghĩ tới chuyện đó. Anh chỉ muốn diễn đạt được câu chuyện lý do vì sao em để cho vợ em ra đi. Đó là lý do thôi, để cho vợ em thoát khỏi cảnh nghèo này thôi. Nhưng mà cái diễn tả, cái tài tình chân phương của tụi em đó đã lấy hết trái tim của mọi người. Anh rất hãnh diện và sung sướng khi mà đáng lẽ phải cảm thấy thế nào đó anh không biết, nhưng mà anh cảm thấy
anh hài lòng, anh sung sướng về tất cả những gì các em đã làm cho anh hạnh diện. Gặp gành kiếp đoạn
tất tưởi bước phong sương. Ngại ngần cái chi chi nần nần thế gian xưa. Em đẹp em xinh em có nước em đang tràn. Non người nó xanh nước thời như tiếng. Con trăng vẫn tròn em vẫn son. Xoay vần con quay quay. Em xây giấc mơ say ái tình. Xây người anh thương, xây người anh yêu. Nếu vơi lót là em vẫn son. Quý vị, chúng ta cùng đến với phần thể hiện hai ca khúc Son và ca khúc Bánh Trôi Nước với yêu tinh xinh đẹp Hải Yến và chàng thư sinh say rượu Chí Thảo. Vũ nghĩ đây là một trong những tiết mục đặc sắc nhất của đội Minh Tuyết và Quang Lê từ đầu chương trình cho tới bây giờ. Cái này là Vũ chắc chắn điều đó luôn. Và hôm nay thì theo những cái gì mà anh Vũ biết á, là Yến em đang bệnh rất là nặng. Cho nên là có thể vì cái sự bệnh nặng của em đó nó lại giúp cho em hóa thân thành một cô quỷ dữ một cách hiệu quả hơn. Là tại vì em bất cần và em không có gì để mất nữa hết. Em biết chắc chắn là nếu như em không hát em sẽ bị loại. Cho nên em hát với sự bất cần. Và em có bao nhiêu em chơi hết bao nhiêu. Chí Thảo, em tiến bộ nhiều lắm và hôm nay em cho thấy được cái sự trưởng thành của em. Em không có bị lép vế kế bên cô gái này nữa mà em cho thấy cái sự nam tính và cái cá tính của em ở trên sân khấu song song với người bạn diễn của mình. Và cái đó là cái điều rất cần ở trong một cái sự song ca. Anh chúc mừng hai đứa. Giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chị Tuyết và anh Lê. Thảo, từ ngày đầu tiên cho đến bây giờ, mỗi ngày từ vòng đầu tiên cho đến vòng này, còn riêng Yến thì sáng nay em đã làm anh rất là lo lắng. 10 giờ mới mở mắt dậy, một cú điện thoại. Trời ơi, bắt điện thoại lên, em nói cái giọng trong qua điện thoại mà anh không nhận ra là em luôn. Cái giọng nó rền mà tiêu điều rồi. Là lúc đó anh nghe anh rất là lo lắng. Cho nên lúc đó là bao nhiêu coi như thuốc men, bánh kẹo gì ở bên nhà có đó, bắt kẹo thôi, đưa cho em. Rồi nhờ anh Hưng giới thiệu đến một cái nơi, một cái vị bác sĩ mà tiêm thuốc cho em để mà em có thể là lành lặn nhanh nhất. Và khi mà em ra là anh với chị Tuyết vẫn ngồi trong chờ. Mà thật ra là em đã làm rất là tốt rồi. Và chúc mừng tiết mục của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là giờ phút quan trọng. Như chúng tôi đã chia sẻ, phòng chinh phục 3 này mỗi một cặp huấn luyện viên sẽ có 3 cặp đôi. Và chúng ta sẽ phải chia tay một cặp đôi trong ngày hôm nay để lựa chọn 2 cặp đôi bước tiếp vào vòng bán kết. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với quyết định đầu tiên đến từ đội huấn luyện viên Minh Tuyết và Quang Lê. Xin mời các bạn cùng bước ra sân khấu. Dạ, xin mời chị Tuyết và anh Lê. Cảm ơn 6 bạn đã đồng hành với đội Quang Lê và Minh Tuyết. Đến giây phút này, dù có thương các em bao nhiêu đi nữa, cũng không thể nào ôm lấy bầu trời mà giữ các em lại. Và bây giờ anh sẽ công bố tên một cặp sẽ Trung Nghĩa và Phi Phi. Rất cảm ơn Trung Nghĩa và Phi Phi đã đến với chương trình này. Xin cảm ơn các bạn đã đến với chúng tôi. Cũng xin chúc mừng 2 cặp còn lại, các bạn sẽ bước tiếp vào vòng tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với quyết định của đội huấn luyện viên Minh Vi và Cẩm Ly. Xin mời 3 cặp đôi. Người đi tiếp không phải ai hay hơn, ai dở hơn. Nhưng mà anh chị cần cái cặp đôi có thể vào chiến đấu mạnh mẽ hơn. Chúng ta tạm chia tay ở đây. Tạm thời chia tay Linh và Trang. Thưa quý vị, đó là Linh và Trang sẽ phải chia tay với chương trình của chúng ta. Như vậy chúng ta sẽ chia tay Nhã Trang và Khánh Linh.
Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với quyết định của đội huấn luyện viên Dương Triệu Vũ và Đàm Vĩnh Hưng. Xin mời ba cặp đôi. Các em cũng đã nhìn thấy, chứng kiến các đội khác với những đối thủ như thế nào rồi, đúng không? Biết được sức lực của họ ra sao rất là dễ sợ. Cái sự lựa chọn này nó dựa trên quan sát của tụi anh, gắn liền với tụi em khoảng thời gian rất dài. Những người bản lĩnh, đủ sức, tài năng để có thể mặc những chiếc áo giáp chắc chắn nhất để chiến đấu cùng với anh. Quý và Hoa, Hồ Thiên và Tùng Anh đi vào trong. Và Cường, ngoài cái việc mà anh sẽ xử lý cái việc của vợ em và hoàn cảnh gia đình em, anh nhất định sẽ đem em đi diễn khắp nơi cùng anh, thay đổi cái hoàn cảnh của em nha. Còn Thủy, công việc của em là một nhà giáo nữa, cho nên là anh nghĩ là Thủy có công việc lựa chọn riêng của Thủy rồi đó. Và ca hát là một cái niềm đam mê kế bên. Tuy nhiên, ở trường của Thủy hay ở tỉnh của Thủy có một cái việc gì cần anh và anh Vũ xuất hiện để tăng thêm uy tín cho Thủy, anh nhất định, anh hứa anh sẽ xuống, anh sẽ bàn. Và đã một lần gặp gỡ, mãi mãi anh sẽ là anh của tụi em, anh Vũ cũng là anh tụi em, và hai em sẽ là mãi mãi là em của tụi anh, không bao giờ thay đổi. Anh ba sớm trên rất đa tài, anh kêu đờn cò nghe ngọt sức cái lỗ tai. Nghe nói anh Tư nổi danh nhất xóm ngoài, giọng ca như chim hót, mấy cô trong làng chết mê. Không dám đâu anh ba, chắc anh đã nghe nhầm. Tôi đây hát thì thầm cho bọn trẻ nó nghe chơi. Nghe danh anh đã lâu mà nay mới gặp lần đầu. Người gì đâu hay quá, chắc tối nay về tôi ngủ mơ. Em không anh ba. Đêm nay sao? Trăng sáng ngoài sân thì chắc rằm má. Trăng sáng đầu sông, anh hát sao câu còn tôi kéo đờn cò. Tôi mừng lý con sáu, thương em miệt vườn, anh có đờn được không? Được chứ. Vì nghe danh không dám, không dám. Tôi chẳng ngại đường xa, tôi đã học thêm thầy hai, quyết chí sang đây nghe anh hát tôi đờn. Tôi thiệt là có phước nha, được anh ba đờn cò để ý sang làm quê. Nghe đồn danh tính anh Tư hát hay hết, biết ai nghe cũng ghiền, nên tôi vội vã kiếm tiền tầm sư học nhạc, mong ngày làm quen. Anh bà cũng vội lắm nghe, lần trên xóm dưới cứ khen anh hoài, hát hay đừng vội có tài, nhiều cô để ý mong ngày gặp anh đó nha. Mai này con đứng lớn, anh ba kéo đờn cò, tôi hát vui làm quê. Mai này con nước lớn, anh ba kéo đờn cò, tôi hát vui làm quê. Ấy, tụi con nghe giỏi quá. Trời ơi, tụi con nghe giỏi quá. Đây, ông ba tặng thưởng cho tụi con nha. Này, nè. Thôi, bây giờ tụi con vô ôn bài đi, để ông ba ở đây tiếp thầy Tư nha. Rồi. Anh ba đờn giỏi mà anh ba hát cũng hay nữa. Vậy thì anh ba có hát giọng cổ được không? Tôi thì anh ba ngồi tôi ghế chỉ hát ba. Được cái chút chút thôi hà. Anh em mình hát ha. Chơi. Rồi.
Anh ba. Đấy. Tôi lộn. Sao? Xin ta ra là cha mẹ hiểu được ta chỉ có chừng mình. Bây giờ ta bắt đầu thèm rượu. Hiền đệ, hiền đệ hãy chào ta. Anh Tư, anh Tư. Ê, hát giọng cổ. Đại huynh, đại huynh. Tôi quên. Đóng tuồng. Đại huynh đi đâu vậy? Ta đi mua rượu. Đây. Có rượu đây rồi nè. Nhưng rượu này là không phải rượu Trạng Nguyên hay Ngự Tửu, mà đệ đã ghé mua ở một quán nghèo bên đường. Vậy anh em mình cùng hâm nóng lại chén rượu ngày xưa, chén rượu của ngài đưa tiễn. À, giờ là Trạng Nguyên rồi mà còn uống được rượu quán nghèo ngày xưa. Uống cho đại huynh. Đại huynh ơi, tuy rượu quán nghèo nhưng nồng nàn cần tay nâng mời tri kỷ mượn chén rượu ngày xưa cho tròn vẹn thâm tình. Rượu lạc Trạng Nguyên thì để chỉ xin dám uống một mình, làm bẩn môi người nghĩa khí. Xin gửi vào đây hương vị của ngày xưa, cởi áo mạo cân đai gửi cho quân hầu cần, mặc nguyên áo cơ hàng để mừng bạn tương tri. Vậy rượu tương phùng đại huynh hãy uống đi, uống chén rượu hôm nay mà nhớ ngày đưa. Dừng, ta xin uống đây. Uống đi đại huynh. Đây xin mời đại huynh thêm một chung nữa. Vô. Mời hiền đệ. Hảo bằng hữu. Hiền đệ. Đây, ta xin gửi đệ một nhành bóng lúa mới, thay cho lời dặn dò. Khi đã được cao sang chứ quên lòng những kẻ bùng lắm tay chân nuôi dưỡng nhân sinh. Họ là những người âm, nhưng lớp người đó lại chịu nhiều khinh bạc của những hạng người áo rộng mũ cao ăn trên ngồi trước. Mà bây giờ để đã dấn thân vô. Đa tạ đại huynh. Trân trọng nâng niu nhành lúa mới thơm tho, và tâm nguyện giữ tròn lời ký thác. Đại huynh, trong đời đệ chỉ có hai người thân yêu nhất là hiền phụ huynh Nga và bằng hữu Nhuận Điền. Hay quá anh ba. Chúng ta vừa đến với Minh Trí và Văn Nghị. Xin mời phần nhận xét của các vị huấn luyện viên. Xin mời anh Lê, chị Tuyết. Hôm nay hai bạn là làm rất tốt và đặc biệt là bất ngờ. Minh Trí thì chắc chắn là đưa em về cái sở trường chính của em rồi. Em ca ngọt lắm, hơi dài mới ca được. Tại vì anh đã từng thử cải lương rồi, anh ca không nổi. Tại vì mình hơi ngắn mà. Thì có một lần nhớ là má Ngọc Giàu có dạy là lúc nào con ca con nuốt chữ nhanh nhanh á. Vậy bây giờ mình thử câu được không anh? Thử đi Lê, thử câu. Chiều nay én lượn trời cao mái vàng trước ngõ. Giờ phải nuốt nè. Nếu quê hương còn mùa xa dịu với mẹ ơi, xuân năm nay chắc con sẽ không. Cái này là ơi. Cái này là chạy giặt. Xuân năm nay chắc con sẽ không. Thì chứ mà ngày xưa ca là xuân năm nay chắc con sẽ không. Cái nó gãy luôn. Cho nên phải nuốt như vậy thôi. Nói chung là giọng em rất là hay. Nghe trong đó có một chút xíu của anh Kim Tử Long, có một chút xíu của anh Vũ Linh,
Và khi mà em điểm nhấn đó thì có một chút xíu giống như là chú Thanh Sang, và nói lối rất là bắt tai dễ nghe. Nói chung là một bên là trọn vẹn, một bên là lạ. Hai em đều hay, cảm ơn rất nhiều. Thật sự là hôm nay chưa có chung kết mà sao tôi coi tiết mục nào tôi thấy cũng sướng hết trơn rồi ta. Mỗi tiết mục của tất cả các em luôn, trong các đội luôn. Tới cái vòng gần tới sát nút như vậy thì tất cả muốn những cái gì mà tốt, những cái gì tụi em trưng trổ ra cho tụi em làm hết. Và cả những cái nguyện vọng của tụi em là trong cái vòng này là cho tụi em hết, tất cả các đội luôn. Cái sở trường, rồi cái yêu thích, cái gì của tụi em là hôm nay tụi chị cho tụi em được thoải mái hết. Trời ơi, chị ngồi đây chị cũng hồi hộp, những cái câu rớt của Nghị lắm mà cũng ngon lành, ngọt, đó là ngọt, cho nên là cũng rất vui. Thì đấy, chứ không thôi bữa nó rớt lọt chọt, nó hát chỗ nào hát chỗ đó, là còn chết nữa. Nói chung là một tiết mục khen thôi chứ không biết nói gì hết. Hay. Hay. Cảm ơn anh chị. Xin chúc mừng Trí và Nghị. Cảm ơn các bạn. Em, mẹ đã khỏe cho em. Dạ, mẹ cũng đỡ nhiều rồi anh. Còn mẹ anh thì sao? Mẹ anh vẫn khỏe. Mà mẹ có nhắc về em đấy. À, mẹ nhắc gì anh? Ừ thì mẹ bảo là mẹ nói với anh mẹ rất thương em. Thương vì nết na nhu mì ngọt hiền. Ý mẹ thầm mong em là dâu, xin em một câu hẹn ước, cây người qua mối mai trầu cau. Về lo cho mẹ. Ừ vậy em về đi. Anh sẽ qua thăm mẹ em sau. Cho anh gửi lời hỏi thăm mẹ nha. Dạ. Em về nha. Tìm được người mình yêu và yêu mình là điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống mà tạo hóa ban tặng cho mỗi chúng ta. Nhưng có lẽ trong mỗi một cuộc đời, không ai đoán được chữ ngờ. Một mùa thu trước mối hoàng hôn, nhặt cánh hoa rơi chẳng biết buồn. Như mảnh trăng tà qua mái tóc, tôi chờ người đến với yêu. Dài đường xa tít bóng chiều phong, và phương trời thầm mơ sương cát Tây Việt dày hoa trắng cạnh lòng.
Trời ơi người ơi có buồn không? Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ tựa trái tim phai tựa màu hồng? Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ tựa trái tim phai tựa màu hồng? Xin được chúc mừng tiết mục của Trung Nghĩa và Phi Phi và cảm ơn vũ đoàn Phương Việt. Và bây giờ thì Nguyễn Khanh xin mời phần nhận xét của chị Ly và anh Vi. Xin mời ạ. Phi, chị có lời khen rất nhiều. Dạo này hát, dạo này càng ngày thấy rất là mượt mà. Đặc biệt là khi em hát cái bài thứ hai á, có đặt để tình cảm ở trong đấy. Hát cái bài đã rất là đầy đặn và có cái cảm xúc. Chỉ hơi tội cho Nghĩa xíu là đứng lâu đuổi thổi mình thấy thương lắm, đứng con mình ơn không có ai đứng chung hết trơn á. Lúc đó là đòi hỏi mình diễn nội tâm nữa đó em, chứ không thôi mình sẽ bị đơ trên sân khấu. Nói chung là chị nghĩ là cái bài này cũng tương đối là tròn trịa. Chị chúc mừng Phi và Nghĩa rất nhiều. Cảm ơn huấn luyện viên. Xin mời chia sẻ của chị Minh Tuyết. Cái câu chuyện là như thế này. Đầu tiên là Minh Tuyết muốn khi mà Phi hát, nếu biết rằng tôi đã lấy chồng thì cái cảm xúc của Nghĩa phải diễn trong lúc đó, follow theo những cái cảm xúc của Phi. Thì cái cảm xúc đó Nghĩa phải diễn cho ra, nếu em không diễn cho ra thì không thể nào được. Bởi vì trong 5 phút mình có thể diễn đạt hết tất cả về một bài hát nó hơi rất là khó. Cho nên cái tình tiết, cái ánh sáng, cái tất cả mọi thứ nó rất là quan trọng, về kể cả cái diễn xuất của các em. Nhưng mà nói chốt lại thì nhìn chung chị thấy nó cũng tạo cho chị rất là nhiều cái cảm xúc, nhất là cái bài hát Nếu Biết Tôi Lấy Chồng, khiến cho chị cảm thấy rằng là nó xúc động vô cùng. Khi mình yêu một người, mình thương một người, nhưng mà vì một cái bối cảnh nào đó, một cái hoàn cảnh nào đó, một cái số phận trớ trêu nào đó, mình sẽ không thể nào đến được với người ta. Chúc mừng các em. Chốn đây hiên đàng có cây là nơi bầy thú hoang đang vui đùa trong nắng say. Đây những dòng suối vang yên phơi mình trên lùm cây. Đây những dòng nước mát khẽ vươn tay về thung lũng. Kìa những đôi nhân tình đang tha hồ dưới mây chiều. Tội nghiệp thằng bé nhớ thương mãi quê nhà. Giàn thiên lý đã xa mãi rời xa. Đứa bé lỡ yêu, lỡ nhớ cô em rồi. Tình đã quên, mỗi sớm mai lầm trôi. Này nàng hỡi, nhớ mây áo cho người. Giàn thiên lý đã xa tít mù tơi. Tấm áo cắt ngay với chiếc khăn mượt mà. Là
chiếc chăn đắp chung những ngày qua. Tìm một miếng đất giúp cho gã si tình, giang thiên lý đã xa mãi ngàn xanh. Miếng đất cát hoang vẫn sáng bên giao đường. Biển sẽ ru tiếng hát êm trùng dương. Giờ là lúc đã tan ánh mặt trời, dần thiên lý đã xa mãi người ơi. Lấp đất hố tôi với chính đôi tay nàng hãy chôn trái tim non buồn thương. Nàng hãy chôn trái tim non buồn thương. Nàng hãy chôn trái tim non buồn thương. Xin được chúc mừng Hồ Thiên và Tùng Anh. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của các vị huấn luyện viên cho tiết mục này. Xin mời Vi ạ. Cái cảnh này thơ mộng nha, nhẹ nhàng, thơ mộng. Và tôi tiếc chút xíu thôi, hai đứa hát ok tốt rồi, nhưng mà anh muốn xem hai đứa diễn kìa. Có chút xíu diễn đi, đứng hát hoài à. Vâng, xin mời Vũ và anh Hưng ạ. Có những cái bài tính cho từng vòng, từng thí sinh phải làm gì và tới lúc nào sẽ hát giọng nam, lúc nào sẽ xài lại giọng nam và nữ, thì anh đều có bài tính hết. Và anh và anh Vũ là người biết rất rõ về thế mạnh của các em ra sao. Nói chung là đi tới cái vòng này rồi thì gần như đội nào cũng có những chiến binh rất là mạnh và những cặp nào cũng xứng đáng. Anh chúc mừng tiết mục ngày hôm nay.
trẻ con. Mẹ ơi em ấm nhà người, con ngồi ngơ ngẩn nhớ ngôi nhà xưa. Ngày xưa bên giường cha nằm, mẹ buồn xa vắng nhìn cha, thương cha chỉ lớn không thành. Ngày xưa chỉ hát vu vơ những câu ca cùng cho em nằm mơ. Ngày xưa mẹ đã cho con tấm khăn quàng cổ ấm hơi mẹ tôi. Ngày xưa bên giường cha nằm, mẹ buồn xa vắng. Bài hát này có thể nói rằng là đúng là bài của tụi em đấy. Nó hợp với sở trường và khả năng của tụi em vô cùng luôn. Người nào cũng có đất thể hiện riêng rất rõ ràng. Dàn dựng cũng rất là đẹp. Đơn giản thôi, không cần quá nhiều. Chúc mừng tiết mục của các em. Chị khen cho Đạt. Tại vì hôm chị xem em tập á, chị thấy cái phần bè của em á, nó bị lớn quá. Hôm nay nè em tiết chế lại nè, nó sẽ bay bay như thế này để cái giọng của My nó trội lên, cái bè như thế thấy nó đẹp hơn. Và chị phải nói rằng nếu mà tính về cặp đôi mà nam nữ á, mà hát song ca đó, thì em với My có một cái sự đồng điệu rất là nhiều, không phải từ trong tập này mà rất là nhiều tập trước nữa. Và khi hát song ca thì cái đó là một cái điều rất là quan trọng để chúng ta cùng có bắt nhịp cùng với nhau, có cái sự đồng điệu với nhau thì nó hòa quyện nhau rất là hay. Chúc mừng tiết mục của Đạt với My. Hai em làm mà anh ngồi đây mà anh cảm thấy rất là vui luôn, vui lắm. Qua bao nhiêu thời gian chị Tuyết đã dành cho đội, đã chăm chút từng ly từng tí, hai em đã làm anh cảm thấy rất là tự hào và làm rất là tốt, không thể nào tốt hơn được nữa. Rất vui, cảm ơn hai em. Nói nhiều lời hoa mỹ dành cho hai em thì chị cũng nói quá nhiều rồi đúng không? Chị em mình cũng trải qua một chặng đường cũng khá dài. Cái điều mà không có thể ai chối cãi rằng ngay từ tập đầu tiên cho đến dòng này thì hai em có cái sự hòa quyện trong giọng hát lẫn cái cách trình diễn. Đó là điều mà chị cảm thấy rằng là
rất là khó có ai có được. Đây là một cái chương trình tuyệt đỉnh song ca. Song ca cần gì? Cần sự hòa quyện. Mà các em có được cái điều đó là các em là một trong những nhân tố mà chị cảm thấy rằng chị rất là may mắn, anh Lê rất là may mắn khi có các em trong đội của mình. Cảm ơn các em đã đem đến cho chị, anh Quang Lê và tất cả khán giả cũng như các huấn luyện viên một cái cảm xúc đông đầy của bài hát thật là hay của nhạc sĩ Trần Tiến, Mẹ Tôi. Cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc mà lần đầu tiên huấn luyện viên Minh Vi giới thiệu trong chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca 2018. Và đây là một ca khúc dành riêng cho đội huấn luyện viên Dương Triệu Vũ và Đàm Minh Hưng. Đó là ca khúc Nhớ Quê. Và chúng ta sẽ cùng chào đón trên sân khấu hai chiến binh xin được giới thiệu Thanh Quý và Linh Hoa.